Hello, bạn nào nhu cầu mục đích liên quân có những skin ID giá rẻ, liên hệ ngay với mình. Zalo mình sẽ để trong phần mô tả nha. Mình có nhận tiền nick theo yêu cầu, uy tín 100% luôn nha anh em. Vận may.net, website chẳng lẽ Momo uy tín, đỉnh cao chẳng lẽ. Thanh toán chỉ với 3 giây, tự động 24/7. Website chẳng lẽ số 1 Việt Nam. Truy cập ngay vận may.net để chiến nha. Ok, xin chào anh em, là kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một video cực kỳ là mãn nhãn cho anh em xem này. Và cực kỳ gây cấn luôn nha. Những anh em kia mình làm video những video gây cấn này, bị lật kèo này, nó mới hấp dẫn đúng không? Ok, này mình sẽ làm video cho anh em xem nha. Và anh em nhớ ủng hộ một like một cái kênh giúp mình lên 23.000 cái sub nha anh em ơi. Còn mấy chục người đó thôi anh em à, khoảng 100 người hoặc mấy chục thôi à. Anh em nhớ giúp cho mình nha anh em ơi. Ok, và anh em nào như cầu mua nick liên hệ ngay với Zalo của mình nha. Ok, quay lại với trận đấu này. Hôm nay mình bắt ID đi lần tiếp anh em à. Nếu mà đi đỉnh ấy, ID đi rừng ấy, mình thấy là không nên khả thi xíu mấy. Nếu mà tem bạn mà ép qua một phát là trời ơi, khổ nói luôn, khổ chơi game luôn anh em. Nhưng mà hơn game này người ta không ép mình, cho nên mình cũng dễ thở xíu nha. Ok. Ok, trời ơi, tem bạn không. Úi dồi ôi, bọn ơi, chết rồi, bạn bóp giấy rồi bạn ơi. Mình vừa mới nói tem bạn không phá mình mà bạn lại lỡ tay bạn kéo ra mà kia là chết mình rồi. Ê, đánh rồi này. Ui. Ui, choáng rồi. Ui. Khó nha, khó nha. Trong buổi này, trong buổi này, trong buổi này. Đi hả? Ấy, đây, đây, nó kéo rồi, nó kéo rồi. Ui, cay quá nhờ, căng quá nhờ. Thôi nào đâu. Tem bạn đầu game mạnh quá anh em à. Ui, sốc đam kìa. Ui dồi ôi, kinh quá nhờ. Ủa, Slim quăng mới quăng cái lao vô trong đó mà không dính grab à. Quay tính lên lên hỗ trợ ăn con rồng. Ý ăn được này, ăn được bạn nào đổi con đó. Lui ngay, lui ngay, lui ngay Slim ơi. Thôi mình về cái nhà, mình về cái nhà, từ từ nào mình về cái đã. Quay game này bên mình có top 7 xếp hạng Slim anh em à. Đây già cằn quá, cằn quá nha. Thôi xong mất luôn con blue. Thôi không sao nha, cứ mất con này thì mình farm con này xong mình lên mình ăn con kinh công luôn anh em à. Mất rồng là qua ngang kinh công liền nha, không nên để tụi bạn ăn nha. Để mày ăn luôn là xong này, ăn kinh công nè mọi người ơi. Chị Liêm ôm xíu nha bạn ơi. Ăn kinh công là Zena ơi. Kinh công này. Phụ nào mình đi lẹ, mình đi di chuyển mình farm nữa. Trang bị bản ngọc phù hiệu mình đều để ở đầu video nha. Trời ơi anh em ơi, mình không biết thật sự mình có thể cày nổi tới lên nổi hay không nữa. Mình top 12, 13 với nay đột xuống 14 rồi anh em à. Tại hôm qua mình cày nó cũng bị thua ấy. Không phải là lúc nào cũng thắng nha anh em. Bây giờ mình không thể nào, mình không phải là múc bẩn cho nên biết. Đấy. Một mạng. Lũng này, lũng này, lũng này, lũng này. Ui, ui choáng kìa. Ui, ui. Ôi không đủ đam luôn kìa, trời ơi, một mình cân hết. Thôi. Trời ơi, con vé nó ghê với trời, một mình nó cân hết luôn anh em à. Khó chịu dữ trời. Ủa nó hồi máu dữ quá. Ui, vé đét đầu game khỏe quá anh em à. Hơi bị căng nha. Nhưng mà những trận đấu như này này, anh em coi mình giải quyết như thế nào anh em mới biết nha. Đi, vậy nào bỏ trụ rồi kìa. Ui, trời ơi. Lên thủ trụ trước rồi đã. Nó khỏi đi cũng sao. Từ từ Yuka nó không có đẩy ra anh em à. Cứ farm trước hai con này cái đã. Đợt lính sau mình lên mình thủ nha. Ok, đợt lính này mình lên mình thủ này. Gì vậy? Cái gì? Cái gì? Cái gì?
Mình hình như là ranh mình còn tới tháng mấy nó mới hết hết gì xét phải không ta? Sao? Thích gì? Ơ thôi em xài. Ôi cỡ đập đầu quá anh em à. Thực sự là nhiều anh em bỏ mình rồi, hết xem mình rồi. Người ta xem idol người ta rồi, không ai xem mình nữa rồi. Hơi bị buồn nha. Thôi không sao nha, anh em nào còn nhiều anh em ủng hộ mình mà. Anh em nhớ xem mà bên kia bên mình cũng được. Anh em đừng nên bỏ mình nha. Thôi nào bro, đừng nên nản nào. Mà hiện tại mình đã bị cấm chat rồi anh em à. Trời ơi, Jena lại bỏ lên, không hiểu vì sao. Từ từ này, canh gấu vô quốc này. Rồi xong rồi, giảnh bụng. Trời ơi, một cục luôn anh em à. Rồi, cho tranh thủ này. Lấy luôn cái trụ ở trên đây này. Là đúng keo luôn em ơi. Jena bỏ trụ mình, giết vô cao mình lấy được trụ luôn này, hay không? Rồi, ghê chưa. Wow, farm. Thôi xuống. Về lại giờ, lên cái đao trước anh em à. Lên phu kiếm xong lên cái đao. Chết em bạn hồi máu ghê quá. Farm đã. Thực sự bên này Jena này không về lane luôn anh em à. Trời ơi, đánh gì kỳ vậy? Hôm nay tôi lên thủ trụ hoài sao được? Khổ. Nếu mà mình không cày lên trong kịp tháng này có cục vàng, chắc chắn tháng sau sẽ có anh em à. Tại vì thật sự của mình rất bận là nhiều việc luôn. Trời ơi. Cái gì mà đông quá trời đông mà nó vô nó đánh tứ lung tung hết anh em à. Thôi chắc bỏ trụ rồi. Trời ơi, kéo dính nó kìa. Thôi xong. Trời ơi, đánh như nào luôn á trời. Ê, đừng nào. Ở đây, bắt được, anh đợi này. Ui, choáng rồi. Vẫn ok nè, luôn mạng nó này. Từ từ thôi mọi người ơi. Ê, trời ơi. Đúng có độ mình vừa mới ra chết nữa rồi chứ. Farm nào mọi người ơi, đừng đánh nhau nữa nào. Ui, trời ơi. Trời ơi, tóc biến kéo luôn kìa. Thôi nào mọi người, farm đi. Chi đâu ra đi trời ơi, lên thì bỏ hết trơn mà không chịu đánh trụ, không chịu thủ trụ mà ở đó cứ đánh vô tranh được anh em thấy không? Lùa nhau nó dí rồi. Trời ơi. Hên đã ăn được một mạng cái grass đấy, lỡ nhưng mà là chết ngược lại hai mạng, ba mạng rồi sao đây trời. Đó tranh thủ giờ lính mít không ai farm này. Đó, trong rừng có quái này kêu farm luôn đi đâu sao. Đây. Ôi trời, đang luôn đi. Trời ơi, tiếc quá nha, vô kéo đứng góc chim xíu ngon, né này. Cướp là được chắc rồi đó anh em à. Thôi. Né bọc đường về. Còn lính trên đây à. Đi ăn con dơ luôn đi. Ăn xong con dơ mình sẽ lôi con lính này. Mấy cái di chuyển như vậy này, anh em thấy không? Người ta di chuyển theo team người ta phải không? Nằm thẳng phải không? Là team mình cũng di chuyển theo người ta này. Không ai đép lính này, mình có thể đẩy lẻ cao lính lên là không bao giờ team bạn có thể ép mà được. Nè bây giờ mình xuống này. Lính cao trên kia phải không? Bắt buộc team bạn sẽ về một hoặc hai người để thủ trụ. Là mình ở đây này. À đây, bắt được về đấy này. Choáng này. Thôi, em sai. Ờ, hay kìa. À, Karat này đâu đi ra đây. Xin một mạng. Ui giời. Ok, Jena ăn cũng được. Ai ăn cũng được ở đây mà, miễn sao team mình xanh cứ dễ đánh là được rồi. Đó, bây giờ tách ra để trụ đi mọi người ơi. Chia nhau ra để trụ đi. Trời ơi, game này game để trụ hay game đánh mạng ăn mạng đâu mà dí mạng ra hoài vậy. Để trụ mít luôn nè anh em à. Đây những cái pha như này. Có mục tiêu. Ăn mục tiêu cho mình. Ăn mục tiêu trước nha. Từ từ nha, né xíu. Kéo ông lồng xa xíu, nhiều khi tay bạn qua đặt cái S đi. Đó, được một mục tiêu này. Chúng ta farm ngược lại như vậy phải không? Lên đây, xong lên trên. Ôi trời ơi, ok, nhường cho Slim ăn cũng được. Bây giờ nhường cho ai ăn được, sao gánh tim, gánh tu là được à. Trời ơi, Jena lại chết kìa, sao lại.
Ho quá nha. Đang là thế lại là bắt đầu quăng game lại tiếp rồi. À, đây 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 đây. Sao? Sao? Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời. Ôi trời ơi. Thôi xong rồi rồi. Đâu mà kiếm này. Trời đậu sao nó đông quá vậy? Ôi trời ơi. Đợt anh đừng 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 đừng. Ôi trời ơi, mình vẫn còn sống này. Mình vẫn còn sống này anh em ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi cảm ơn support nhiều nha, support cứu mình. Ôi trời ơi, khó quá nha, game khó quá nha. Ủa phải đấu 4 người luôn bạn anh em à, mình không nghĩ mình sắp có thể sống đâu á. Còn sẵn này bây kéo đây ok. Từ từ nha, từ từ nha. Trời ơi. Thằng này đồ solo kill, đồ solo kill. Ủa tầm này mình chém là chỉ có vị. Ôi ôi. Lại cái S của tôi à. Ôi tầm này VS là không có tụi với mình. Bơ vào đây là mình bá hết. Chút chút hết. Đây, lính cao chút một đường cho mình. Hồi nãy giờ mình thấy không? Mình chuyên gia đại cái lính đường bên đây nó cao lên này là tem bạn bắt buộc phải về đép. Về đép trụ liền là tem bạn mình á. Có lợi thế này tem bạn thẻ ra thì mình bắt đầu đi chung ấy. Oh, oh my god. Ôi trời. Ôi, thôi ăn ăn bùa trước tính gì tính đi. Xuống đây hỗ trợ team này. Đấy, lính mít còn nữa này. Thực sự anh em đã giờ đánh bây giờ không ai đép trụ đép lính cho mình luôn nha. Tại vì mình đép không luôn ấy. Đó mấy cái mẹo này anh em nên chú ý nha. Lính cao trước hãy đánh này. Rất là lợi thế. Cái thứ nhất, tem bạn sẽ tách ra và về đép trụ. Và tem mình sẽ có lợi thế 2 đến 3 hoặc là 4 đến 2 hoặc là 4 đến 1 gì đó. Là tem bạn sẽ bị dễ bị phân tâm này, chết mấy mạng bắt đầu tem bạn sẽ rối hết anh em à. Thề với anh em. Người ta sẽ khó chịu với cái độ đánh của mình, nó cái chịu độ đánh là dạng như là mình cứ được đi đẩy lẻ hoài, cái lính cao lên đó hoài á, bắt buộc phải có người về đép. Kinh công nè mọi người ơi. Ôi, anh Yuka làm gì đây? Ơ, làm gì đây? Bỏ vào đây. Ở từ từ đi em à, đông này đông này. Rồi xong rồi, đây chết chắc rồi. Biết ngay mà đi lỗi rồi bạn ơi. Ăn cây sa nè mọi người ơi. Ăn cây sa này, ăn cây sa này. Bây giờ lại tách ra ngừng nó hết trơn rồi. Khổ quá trời khổ. Hay á, vậy nào phải là hay đó, chết map á. Chết map gấu là hay ấy. Ok này. Mấy gánh trên này mình đang hiện tại là 1k7 mấy chục điểm hay nhiêu, gần 1k8 điểm anh em. Là trên này đỉnh cao đánh hơi bị khét nha. Làm đi gánh lúc nào cũng gặp là top bản xếp hạng. Ôi trời ơi, đậu xanh. Ngày thả luôn này, lấy cái trụ này, lấy trụ trước này. Quan trọng là trụ 2 này này. Lính vô rất là lâu. Cứ nhấp nhả thôi anh em ơi, không nên vào gấp nha. Lấy trụ trước này. Cứ nhấp nhả cái chiêu thôi. Chừng nào quăng chiêu một chúng anh em hãy nhấp nhả nha. Còn anh em quăng chỉ một chật là không nên nhấp nhả. Ui đau quá nhờ, tôi lên quăng đau quá ta. Ui trên nát kìa. Từ nha, từ nha. Ăn rồng mọi người ơi, ăn rồng mọi người, ăn mục tiêu trước, mục tiêu trước, mục tiêu trước. Ăn mấy mục tiêu rồi có đam mới đánh này. Anh em thấy đừng nên thấy mấy cái trận đấu mà ăn ít mạng như vậy nè là anh em chê nha, không hề nha. Muốn ăn mạng người khác hơi bị khó đây. Mấy cái trận đấu như này này, ăn làm 1-2 mạng là 4-5 mạng là rất là quan trọng. Là lực kèo ấy, là lực kèo anh em. Bạn ơi cho mình được không bạn ơi, bạn có rồi. Ui dồi bạn ăn của mình luôn rồi. Trong chân bạn có 2 bùi rồi mà. Đó, cho từ nào mọi người ơi, đừng quăng game nào. Bây giờ mình đang cố gắng farm nốt lên cái giáp hồi sinh này. Tại đầu mình ép luôn trụ này. Bây giờ còn 3 trụ chính ấy, 3 trụ nhỏ, người ta thủ rất là cứng anh em mà, hỏi không? Ôi, hắc não à. Ôi, hắc não nhau à. Rỉa, ôi, trời, không dám, không mẫu được. Không mẫu được mọi người ơi, nè. Ôi, kéo kìa. Thôi, ôi, dù, đâu có gì. Đâu quá anh em ơi. Từ từ, cứ từ từ đã, farm nốt. Chờ thủ ăn con cây sai cho mình ép này. Tên bạn ép giờ cứng quá, lính không vào nổi anh em à. Ok, chắc đợt lính này lên được mình có giáp hồi sinh ấy. Mọi người bình tĩnh nha, ăn cây sai xong rồi đánh nha. Đừng vội, không vội mấy cái pha này, vẫn vội được.
cái ăn mục tiêu trước rồi mình ép cho nó dễ này. Anh em chú ý nha, mấy cái file như vậy này đó, y khuôn như vậy này là thủ trụ, người ta thủ trụ rất là cứng. Lính vào là ông Việt Nam đi đâu vậy? Ôi trời ơi, giờ Việt Nam về nhà đứng kia. Tôi lấy chủ chút tính nhịp tính như này. Ờ, Việt Nam bị lắc rồi, xui rồi. Thôi lui 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 lui. Trời ơi, đau quá nha. Lui mọi người ơi, lui về thủ thủ ăn kinh công này. Bây giờ tôi chắc không được anh em, mà tôi bị cấm chát rồi, cây quá mà. Mà không biết mình sao bị cấm chát anh em à. Mình không chửi nha, thề với anh em luôn không chửi. Mình chỉ chát mấy cái câu mà nếu mà là kêu anh em lui hay cứ cái gì lên đánh gì vậy là bắt đầu nó kêu là gì ghi chữ là không không được hiện lên cho anh em thấy á, cái chữ gì hay nó mình ghi bậy là nó hiện lên á. Thôi thôi mình ăn được này. Ờ xong rồi, con vé xong rồi. Rồi xong rồi. Ui, ôi Yuka đâu ra bên đây vậy? Ấy, ấy. Rồi thôi rồi. Thua vào mập địch ơi, thua vào mập địch ơi. Ok, win rồi anh em ơi. Ok, anh em hay cho một like cái kênh nha. Game này mình hơi bị đỉnh nè. Này vô này. Ok, bye bye, hẹn anh em vào video ngày mai nha. Goodbye. Cấm chat anh em thấy không? Bị cấm chat đó. Cay quá mà.